Duy xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị ạ. Thì hôm nay bên Duy về Toyota Vios bản G đời 2020 màu đen nha anh chị. Xe chạy rất là ít, chạy lướt mới có 5.000 km thôi. Thì xe này thì cũng như xe mới luôn, không khác gì cả, còn cực kỳ đẹp luôn. Mới về thì bên Duy cũng chưa có vệ sinh dọn rửa gì hết, nhưng mà chất xe thì còn rất là đẹp và sạch sẽ luôn nha anh chị. Xe này thì chủ xe mới giao qua bên Duy sáng nay, thì cho Duy cho lên hình luôn để giới thiệu đến các anh chị chiếc xe này. Đây Duy quay nội thất cho các anh chị cùng xem. Phần da ghế là len ken như mới luôn nha anh chị. Vô lăng cũng vậy. Xe 2020 thì cũng đã có cruise control rồi. Đây. Chạy 5.000. 5.000 chuẩn nha anh chị. Xe thì cũng có màn hình cam lùi và điều hòa tự động. Cần số thì không khác gì xe mới cả. Có cảm biến và cân bằng điện tử luôn. Xe này thì để Duy xem, có cảm biến trước luôn nha anh chị. Có cảm biến trước và cảm biến sau luôn. Rồi chúng ta cùng xem hàng ghế sau đây. Xe sạch đẹp len ken. Các anh chị xem xe này sẽ thích ngay. Trần vẫn là trần zin, 4 lớp zin theo xe. Lớp dự phòng cũng chưa lăn luôn nha anh chị. Vì xem xe này thì xung quanh xe cũng không có trầy xước gì cả. Sơn zin là nguyên xe. Để Duy mở cấp. Đây lớp dự phòng. Lớp dự phòng như mới luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Đây Duy quay ghế phụ cho các anh chị cùng xem. Không một vết nhăn mờ nào luôn. Xe như mới không khác gì cả. Thì chiếc Vios G 2020 màu đen chạy lướt 5.000 km này bên Duy đang chào bán với giá là 525 triệu đồng nha anh chị. Các anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với Duy qua số điện thoại là 0908 779 773 thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa nha. Bên Duy bán xe là cam kết không đâm đụng tai nạn. Động cơ hộp số là chưa qua đại tu. Không thủy kích. Không tua đồng hồ km. Keo chỉ là nguyên zin nha anh chị. Nên các chị mua xe bên Duy thì sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe. Sai cam kết thì bên Duy sẽ hoàn tiền 100%. Có cam kết trong hợp đồng luôn. Địa chỉ xem xe là 79-13 khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, Hưng An, Bình Dương. Cách ngã tư Bình Phước 1 km. Các anh chị quan tâm thì hãy qua bên Duy xem xe thì Duy sẽ chốt cái giá tốt nhất cho anh chị nha. Duy xin cảm ơn các anh chị đã xem hết video của Duy ạ. Duy xin chào tạm biệt ạ.